Xin chào các bạn. Tiếp tục hành trình khám phá Sài Gòn các bạn ạ. Và hôm nay chúng ta sẽ lang thang con đường Cách mạng tháng 8 nhé. Bây giờ chúng ta đang đi qua ngã tư Bảy Hiền. Rồi bắt đầu từ đây là đường Cách mạng tháng 8 rồi. Đường Cách mạng tháng 8 sẽ kéo dài từ ngã tư Bảy Hiền lên tới tượng Phú Đồng. Đấy. Tức là ngã 6 ở trên Sài Gòn. Cũng khá dài đấy. Khu này là khu ngã tư Bảy Hiền. Và đi lên trên kia vài trăm mét nữa thì sẽ là khu Ông Tạ. Ngã ba Ông Tạ là cái vùng cũng nổi tiếng đấy. Các bạn biết nổi tiếng về cái gì không? Là trước đây thôi, bây giờ thì cũng bớt rồi, cũng giống như Hà Nội bây giờ bớt rồi, là rất nhiều quán thịt chó, thịt cầy, gọi là quán nhậu thịt cầy rất nhiều các bạn ạ. Nhưng mà cái món cầy tơ bảy món này bây giờ cũng giảm bớt rồi, ở Sài Gòn cũng giảm bớt, đặc biệt Hà Nội, tôi ra Hà Nội thì khu Nhật Tân bây giờ là hầu như là không có quán nào, nghe nói là chỉ còn một hai quán thôi, không biết là vì sao quán thịt cầy lại tự nhiên lại biến mất một cách là rất lặng lẽ như thế. Rồi đây là đèn đỏ này là ngã ba Ông Tạ rồi các bạn ạ. Đấy, chúng ta đang đi qua ngã ba Ông Tạ. Tức là rẽ vào tay trái là sẽ được vào đường Phạm Văn Hai. Bên phải chúng ta là công viên Lê Thị Riêng nhé các bạn. Đấy, công viên này cũng khá lớn đấy. Và rẽ phải là chúng ta sẽ vào khu cư xá Bắc Hải, là một cái khu các sĩ quan chế độ Sài Gòn trước đây là ở trong đó rất là nhiều.
đây rẽ phải, rẽ ở đây rẽ phải là cũng có một con đường Trường Sơn. Đấy, rẽ phải vào đường Trường Sơn là vào khu cư Sa Bắc Hải. Còn thì ta tiếp tục thôi. Bây giờ thì một bên tay phải chúng ta là quận 10 các bạn ạ. Còn bên trái không biết là bên trái là quận 3. Đây là ngã ba đường Trần Văn Đang. Và đường này là trước vào là không có đường, sau này mới mở có con đường nhỏ xíu. Khu vực này là khu vực chợ Hòa Hưng. Đấy, bên phải là chợ Hòa Hưng. Trái vừa rồi là ngã ba Tô Hiến Thành các bạn ạ. Bên phải chúng ta sắp đi qua con ngã ba cũng nổi tiếng đó, đó là đường Hòa Hưng. Mà cái đường Hòa Hưng này thì là đi vào nhà tù Chí Hòa các bạn ạ. Đấy, bên tay trái chúng ta nhà tù Chí Hòa, ra con đường dắt vào rất là nhỏ. Nhà tù Chí Hòa là cũng là một cái nhà tù là khá nổi tiếng ở miền Nam.
bên phải chúng ta có một số công trình kiến trúc khá là đẹp. Khu này bây giờ đổi mới rồi, trước cũng sập sệ lắm. Đang đi vào cái vòng xoay này, ở trong này người ta gọi là công trường, các vòng xoay gọi là công trường, và cái này là công trường dân chủ. Cái tên công trường dân chủ là gọi từ trước năm 75 các bạn ạ, bây giờ có lẽ là người dân người ta vẫn gọi là công trường dân chủ thôi. Thì thực ra nó là cái vùng binh thôi, to thôi. Rẽ bên tay phải là đi vào đường 3 tháng 2 và chúng ta tiếp tục đi thẳng lên Sài Gòn. Bên phải chúng ta là công an quận 3. Kẹt xe quá, tốc độ rất chậm. Là ngã tư Điện Biên Phủ rồi các bạn ơi. Đằng trước sau có cái nhà mỏng lét, giải tỏa mà vẫn xây lên được. Mười mấy tầng mà sao chiều không có chiều sâu. Tới trung tâm rồi.
phường này có một cái di tích là lịch sử cũng khá là thu hút sự chú ý của mọi người đấy. Đấy là khu vực ngã tư này ngày xưa trước năm 15 ấy là nhà sư Thích Quảng Đức là tự thiêu ở đây, và người ta đã xây dựng một cái khu lưu niệm bên tay phải này là cái khu lưu niệm cũ này, ở bên tay trái thì là nhà nước xây một cái khu lưu niệm rất là lớn để tưởng nhớ nhà sư yêu nước Thích Quảng Đức. Và ngã tư này là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu các bạn ạ. Trời ơi, chúng ta vừa đi qua ngã tư Nguyễn Đình Chiểu các bạn ạ. Và chúng ta nói về nhà sư Thích Quảng Đức á, thì trời đổ mưa rồi. Sài Gòn bắt đầu bước vào mùa mưa rồi. Mưa bất ngờ lắm. Bây giờ chúng ta đang rồi, chỗ này là ngã tư Võ Văn Tần các bạn ạ. Rồi, trời mưa rồi, càng mát. Cái khoảng thời gian tháng 4, tháng 5 ấy là ở Sài Gòn rất khó chịu, bởi vì nó giao mùa, tức là chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, khó chịu lắm. Và bây giờ bắt đầu mùa mưa rồi thì thời tiết sẽ lại trở lại mát mẻ. Đấy, chúng ta đang đi qua ngã tư Võ Văn Tần và Cách Mạng tháng 8. Sắp tới trung tâm rồi. Đây là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng tháng 8. Bên trái có cái công ty Phong Vũ chuyên cung cấp cái đồ vi tính đấy, rất là lớn. Đây cũng là cái dịp mà các bạn được ngắm cái cảnh mưa ở Sài Gòn. Bắt đầu vào mùa mưa này thì những trận mưa thường là cũng chưa lớn lắm, nhưng đặc biệt là mưa ở Sài Gòn ấy rất là nhanh, mưa đến rất nhanh và có khi là chạy mưa ấy, tức là trên đường nó là mưa đến đằng sau rồi mà ta chạy đằng trước, gọi là chạy mưa, rất là hay. Đây là sư Bùi Thị Xuân. Nhưng mà cơn mưa này có vẻ là trước mặt chúng ta đã là ngã 6 Sài Gòn rồi. Ở đây có cái bùng binh nhỏ và có tượng của Thánh Gióng, gọi là bức tượng là Phù Đổng Thiên Vương. Đấy, trước mặt chúng ta là tượng Thánh Gióng đấy. Chú bé Thánh Gióng là có cái chỏm tóc, cầm cái cây tre và cưỡi trên con ngựa bay về trời. Rồi, và đây cũng là kết thúc đường cái mảng 8 giờ các bạn ạ. Xin chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại.